cha Đu, sao con chưa đi ngủ? Giờ cũng đã trễ rồi. Nhưng mà mẹ ơi, vừa rồi ba mẹ nói là sẽ dự định gửi con đi đâu đó. Con đúng là một đứa bé lúc nào cũng thích làm phiền ba mẹ mà. Không gửi con đi đâu hết đó. Con định xuống nhà đi vệ sinh có đúng không hả cha Đu? Mẹ đã kêu con đừng uống nhiều nước rồi. Có phải là chú đã nói với ba cho con đi qua Mỹ với chú có đúng không? Con nghe thấy hết rồi hả? Cha Đu à, ba mẹ vẫn chưa quyết định chuyện đó mà con gái. Ba mẹ chỉ mới nói chuyện sơ qua thôi à. Vậy bao giờ con mới được đi qua Mỹ? Ủa chị Cha Đu, có gì mà chị vui dữ vậy? À, rất là vui. Chị rất vui vì nhìn thấy hai đứa em yêu dấu của chị đang ăn ngon. Và cả chị đây hiện giờ cũng đang ăn rất là ngon nữa. Nè, cho em phần trứng của chị đó. Có phải chị lại quên cho muối vào trứng giống lần trước hay không? Hay à, em chị có trí nhớ tốt ghê. Chắc chắn là lớn lên em sẽ học giỏi lắm cho mà coi. Chị bị gì rồi đúng không? Mẹ ơi, chị Cha Đu bị cái gì rồi á? À mà ba ơi, chú ấy đang sống ở Los Angeles có đúng không hả ba? Đúng vậy á. Tuyệt quá đi, vậy là con sẽ được ăn món sườn ở đó thoải mái luôn. Ôi trời, anh thật sự muốn Cha Đu đi hay sao? Cái gì chứ, chị ấy sẽ đi đâu hả mẹ? Đúng là như vậy, chị sẽ qua Mỹ ở đó. Bởi vì chú của chúng ta không có con gái, vậy cho nên chú rất muốn dẫn chị đi theo qua bên Mỹ, sau đó nhận chị làm con nuôi luôn. Chị sẽ nhớ em lắm Mimi à. Chị cũng sẽ nhớ em nữa Baby. Mẹ ơi, thiệt như vậy hả? Không có đâu con, hãy tiếp tục ăn bữa sáng cho xong đi. Mẹ à! Đúng vậy, có thể Cha Đu sẽ qua Mỹ với chú. Minh à, em thấy chuyện tới đây là đủ rồi. Chị Cha Đu, chị chính đi Mỹ thiệt hả? Đúng vậy Mimi à, khi chị đi rồi em nhớ là phải ngoan đó. Wow, phòng này sẽ là của riêng đây. Hay là thật là đúng như mình đã mong đợi mà. Ba ơi ba, hả? Chắc có lẽ nhà của chú lớn lắm đúng không ba? Đương nhiên rồi, nghe nói là nhà của chú ấy lớn lắm. Trong nhà có piano nè, có tới 2 chiếc xe hơi luôn. Và có cả hồ bơi ở sân sau nữa. Nếu con cố gắng học hành chăm chỉ, con sẽ thi đậu vào trường đại học rất danh tiếng. Thật như vậy hả ba? Hả? Có cả hồ bơi nữa sao? Đây là gì vậy chứ? Đâu phải là hồ bơi thật sự đâu. Như vậy là được rồi. Sao chúng ta phải tốn nhiều tiền đi tới hồ bơi làm gì chứ? Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ khi còn lớn lên. Kỷ niệm đáng nhớ là cái gì chứ? Là gì mẹ kêu tuyệt quá thôi. Xin vĩnh biệt cái thao nhựa. Ba, sao ba không nói sớm cho con biết chứ? Vậy thì chắc chắn là con sẽ đi qua Mỹ rồi. Thôi con không nói chuyện với ba nữa đâu. Con lập tức đi sửa soạn đồ đạc đây. Sách vở đi học còn không lo nổi, ở đó mà sửa soạn đồ không đi đâu hết. Tại sao lại không chú? Một chữ tiếng Anh con còn không biết nữa. Con tính sống như người câm khi ở bên Mỹ hay sao? Con vẫn còn nhỏ nên sẽ quen nhanh thôi. Qua đó con sẽ không có bạn đâu. Rồi con sẽ sống một cuộc sống rất là cô độc. Tính của Cha Đu rất vui vẻ và cởi mở nên dễ kết bạn mới lắm. Cha Đu à, thím của con giống như dì ghẻ của Lọ Lem vậy đó. Mỗi ngày thím ấy sẽ bắt con phải giặt giũ quần áo. Em nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ. Vợ của em anh là người rất hiền lành mà. Đúng như vậy. Cô ấy hiền lành và rất tốt bụng nữa. Mấy người chẳng biết gì hết. Dù sao thì con tin cô ấy chắc chắn sẽ hiền lành hơn mẹ rất nhiều. Hả? Và cô ấy sẽ không keo kiệt giống như mẹ. Và cũng sẽ không đánh đòn con một cách vô lý. Cha Đu à, cô ấy cũng không la con hoài và không cóc lên đầu của con nữa. Nhiều lần con tự hỏi không biết mẹ có phải là dì ghẻ giống dì ghẻ của cô bé Lọ Lem hay không. Con đã nói xong chưa hả? Được rồi, bây giờ mẹ sẽ cho con thấy một dì ghẻ đối xử với con nuôi là như thế nào ha. Bà xã à, mau bình tĩnh lại. Cha Đu à, con không mau xin lỗi mẹ con. Con không thích à? Vậy là mẹ thật sự không muốn cho con vui vẻ hay sao? Con nhất định sẽ qua ở với chú. Được rồi, cứ đi đi. Mẹ không cần một đứa giống như con đâu Cha Đu à. Bà xã hãy kiềm chế một chút đi. Sao em lại cư xử giống như trẻ con vậy chứ? Tại ông hết, tại ông mà con tôi bỏ đi. Tại ông hết đó. Đôn đôn à, cho mình ăn với.
nhân với một điều kiện, nếu bạn dám gọi cha đu là đầu bánh rán thì mình sẽ cho bạn ăn liền. Ồ, hình như là bạn ấy đang khóc, có phải không? Có chuyện gì không hay xảy ra với cha đu sao? Hả? Bạn sắp qua Mỹ sao? Cha đu mà đừng có khóc nữa, nếu bạn đi tụi mình cũng sẽ thấy buồn lắm á. Cha đu đừng đi mà. Cha đu à, nhớ những thương cho mình nha. Tạm biệt nha cha đu à. Khi nào hai đứa lớn lên chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau. Minh Chi à, mình hứa sẽ viết thư cho bạn và gửi món sườn Los Angeles cho bạn nữa. Mình sẽ nhớ bạn lắm. Ờ, gửi món sườn Los Angeles. Bạn nhớ bảo trọng nha. Tạm biệt. Cha đu à. Chị nghĩ là hai em cũng nên học tiếng Anh đi. Sau này lớn lên chị sẽ mời hai đứa đi qua Mỹ chơi. I am a girl. I am a girl. Ôi trời ơi, em nói tiếng Anh cũng giỏi ghê. Đây, con cầm cái túi này đi. Vật dụng và hình cá nhân ba đã bỏ vào đây hết đó, con đừng làm mất nha. Dạ. Bà xã à, sao em không cùng gia đình đi tiễn cha đu? Em không có đi đâu hết á. Hàng mẹ gửi từ quê lên, hôm nay sẽ tới nè. Em nhận sao cũng được mà. Thôi vậy cũng được. Ba ơi, chúng ta mau đi thôi. Như vậy đủ hiểu rồi, mẹ coi món hàng đó còn quan trọng hơn con nữa. Tạm biệt tất cả mọi người. Anh thật là không thể nào hiểu nổi. Cha đu à, đợi ba với. Album hình gia đình mình. Ây à, đây là lễ khai giảng đầu tiên của Mimi. Có lẽ mình nên chơi với Barbie nhiều hơn. Ơ, tấm hình này không có tấm hình nào mình chụp một mình hết. Ơ, mẹ đúng là keo kiệt. Sao mẹ không mua váy mới chứ? Bị rách rồi đây nè. Cha đu à, mẹ giá lại cho con thì nó sẽ nhìn như mới. Con chịu đâu, sao con cứ phải mặc đồ cũ hoài vậy? Còn mua cho Mimi thì mẹ mua toàn đồ mới. Trời đất ơi, giá như Mimi mặc lại được đồ cũ như con thì sẽ đỡ tốn tiền biết bao nhiêu. Nhưng mà thử hỏi, con có giữ lại được bộ quần áo nào lành lặn cho em của con đâu? Vì lúc đầu đồ của con cũng là đồ cũ rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng không mua quần áo mới cho chính bản thân của mẹ. Mẹ ơi. Con phải làm gì đây hả mẹ? Từ hôm nay trở đi, thiếu cha đu thì làm sao mà con sống nổi đây? Ôi trời, lòng mẹ cũng tan nát đây. Ngay cả động vật cũng cảm thấy buồn khi phải rời xa con cái. Thật là tội nghiệp cho con quá. Ôi trời, giờ mẹ biết phải làm gì đây?
Dù sao thì cũng đã quá trễ rồi. Hả? Daniang à, Daniang à. Chadu à, Chadu à, trời Chadu. Chuyến bay tới Los Angeles đã cất cánh vào lúc 10:05. Chúng tôi thông báo lại, chuyến bay tới Los Angeles đã cất cánh vào lúc 10:05. Chadu à, trời Chadu. Mẹ ơi! Anh tưởng em ở nhà chờ hàng mẹ gửi tới chứ. Gỏi cá của bà làm ngon lắm mẹ ơi. Chà đù à, con mau dừng lại đừng có ăn nữa. Gỏi cá mẹ để dành để ăn cả năm đó, có biết hay không hả? À, nếu mẹ còn kêu kiệt nữa là con đi qua Mỹ thèm đó nha. Mau đứng lại cho mẹ. Chị đang làm gì? Hôm nay da của nó nhìn còn đẹp hơn bình thường luôn. Nó đang tính làm gì vậy ta? Sao nhìn em dữ vậy? Các chị đang chơi trò gì vậy? Mà sao chị Shadow nhìn kỳ kỳ? Chị không biết nữa. Sao có một mình xấu xí vậy? Mình muốn được xinh đẹp. Shadow à, khi ra ngoài chơi còn nhớ bôi kem chống nắng nghe chưa? Mà vẻ mặt đó là sao vậy hả? Dù bôi kem chống nắng cũng không có tác dụng gì đâu. Da con bé dễ bị ăn nắng lắm. Da dễ ăn nắng sao? Nếu mẹ chịu mua kem chống nắng ở khu mua sắm cho con thì đã không bị rồi. Mua kem chống nắng ở khu mua sắm hay sao? Vậy con có biết cách để chống da bị ăn nắng hay không vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Chỉ cần con ngoan ngoãn ở trong phòng và học bài suốt cả ngày thì da của con sẽ không bao giờ bị ăn nắng nữa. Con không ăn nữa đâu. Không được bỏ mưa, biết chưa? Dạ. Tôi đoán đây chính là điều mọi người đang muốn biết. Anh Kim nè, anh có bạn gái chưa? Có lẽ nhân duyên chưa tới, cho nên hiện tại tôi vẫn còn độc thân. À, anh Kim, anh Kim, anh ấy vẫn còn độc thân. Dạ, đúng là bất ngờ thật nha. Vậy mẫu bạn gái của anh như thế nào? Anh Kim ơi, tôi thích một cô gái có nước da đẹp với hai má lúm đồng tiền. Thì ra mình đã làm gì anh ta mất rồi. Ngoài vẻ bề ngoài thì còn nhiều thứ khác hay hơn nữa mà. Cứ đến mùa sinh sản, chim nhồng đực sẽ bay quanh khu rừng tìm chim cái để giao phối và truyền giống. Kinh này có vẻ thú vị đó. Từ giờ mình sẽ không quan tâm tới mấy ngôi sao đó nữa, mà phải tập trung vào việc học hành. Đây là hai con nhồng cái cùng chọn một con nhồng đực. Có vẻ như con nhồng lông đen đã tìm được bạn đời của nó. Nhưng con nhồng đực đã chọn con có bộ lông trắng và đôi mắt to. Cuối cùng con nhồng lông đen thất vọng khi thấy cặp nhồng trắng chúng dai sát cánh bay đi. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đó mới là thế giới tự nhiên. Con nhồng đen dường như rất đau khổ vì quá chán nản, nên nó quyết định đến bờ sông uống một chút nước. Ôi thần linh ơi, con nhồng đen đã bị cá sấu ăn thịt mất rồi. Nhưng có lẽ đây là kết quả tốt nhất, vì tôi thấy nó không còn ý định đi tìm bạn đời nữa. Xin mời, xin mời. Ngon nha. Minchi à,
Bạn đã xem chương trình quảng cáo chưa hả? Nếu sử dụng sản phẩm đó, da của mình sẽ trắng như bạch tuyết luôn. Bạn đến mua cái này đó hả? Nhưng mà bạn cần dùng nó để làm gì chứ Chadu? Vì mình muốn trở nên thật là xinh đẹp. Bạn nhìn Mi Mi với Barbie đi, da thì đẹp, mắt hai mí, má lớn đồng tiền nữa. Những cái đẹp nhất chúng đều có hết. Chị Chadu ơi, chị Chadu ơi, chị đâu có được đẹp giống như tụi em. Mình thì vừa lùn vừa xấu, da đen, không có cái nào nhịn được hết. Mình quyết tâm phải trở nên thật là xinh đẹp. Chadu à, thứ này có vẻ mắc quá đi. Ê, gì chứ, sao nó có thể mắc được cái gì 100.000 won nữa. Bạn phải đi dành 5 năm thì mới ra mới đủ tiền mua. Nếu vậy thì mình sẽ lấy cái hũ nhỏ nhỏ này thôi cũng được. Gì chứ, 500.000 won lận, trời mắc quá vậy. Chadu à, Chadu à, bạn đừng có thất vọng như vậy mà. Nếu như bạn muốn có một làn da đẹp thì vẫn có nhiều cách làm đẹp tại nhà mà. Phương pháp làm đẹp tại nhà hả? Nghĩa là không tốn một xu nào luôn sao? Mẹ mình đã từng đến chợ bánh hamburg truyền thống. Ở đó có một bà rất giỏi về làm đẹp á. Những quý cô làm theo chỉ dẫn của bà ấy đều hết sạch tàn nhang và cũng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Thấy vậy? Sao mày không nói cho mình biết sớm hơn chứ? Tôi dẫn mình đi gặp bà ấy nhanh lên đi. Không thể được. Bà ơi, con năn nỉ bà đó. Ta chỉ truyền lại bí kíp cho những khách hàng quen thuộc tới đây từ 10 năm trước thôi. Mặc dù con không phải là khách hàng quen của bà, nhưng từ bây giờ con hứa sẽ tới đây thường xuyên. Con gái, làm sao ta có thể tin con được đây? Ở nhà con còn hai đứa em nữa. Cả ba chị em con sẽ mua hanbok của bà cho những ngày lễ truyền thống và đám cưới luôn, bà chịu chưa? Với gương mặt này ta nghĩ con độc thân cả đời. Bà nói đúng, đó chính là tâm sự ở trong lòng con. Cho nên cầu xin bà hãy giúp cho con, hãy chỉ cho con bí quyết để con có được một gương mặt thật là xinh đẹp. Nhìn ánh mắt của con có vẻ rất quyết tâm làm đẹp. Thôi được rồi, đừng quên những gì con đã hứa với ta nhà con gái. Dạ. Đây là những hướng dẫn trong cuốn sách này. Con sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Chadu, Mimi, chuẩn bị đến nhà tắm công cộng nè. Ê, dạ thưa mẹ. Ở chuyện gì vậy nè? Bình thường con ghét đến đó lắm mà, sao hôm nay còn hăng hái quá vậy? Mình đã sẵn sàng rồi, cùng với đôi đũa này. Đây là bí quyết để làm má lấm đồng tiền. Ngồi trong bồn nước một lúc cho da mềm ra, rồi dùng vật nhọn chọc vào má, sau đó giữ liên tục cho tới khi tắm xong là được. Trời đất ơi, Chadu. Ông xã ơi. Gì đó em? Anh có nhìn thấy gói đường em để trong tủ bếp không vậy? Anh cũng không biết nữa. Đây chính là bí quyết để có được làn da trắng. Bí quyết làm trắng da chính là mỗi ngày hãy thường xuyên rửa mặt với đường. Bà đảm bảo con sẽ có một làn da trắng như tuyết. Chà, mình phải thử mới được. Cảm giác thiệt là tươi mới. Mình đang thấy nó có tác dụng rồi. Bỏ thì lãng phí quá. Sau khi rửa mặt xong mà ngủ một giấc thật ngon thì sẽ càng đẩy nhanh quá trình làm trắng da hơn. Trời đất, giờ này mà chị ấy vẫn còn ngủ. Thôi kệ chị đi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Không biết nó còn định ngủ tới bao giờ mới chịu dậy đây. Mi Mi, Barbie, mau kêu chị Chadu dậy đi. Chị ơi, bữa sáng xong rồi. Mẹ đừng lo, mặt của nó còn bị phồng rộp một chút, nhưng bác sĩ nói là không có nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc mấy ngày chắc chắn sẽ khỏi hẳn.
Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Shadu à, bà thấy con như vậy là đủ đẹp và dễ thương nhất thế giới luôn rồi. Cần gì phải làm vậy chứ? Chỉ có một mình ba đã thấy như vậy thôi à. Không phải đâu Shadu à, con gái thật sự rất đẹp. Chẳng qua con còn nhỏ nên chưa nhận ra đó thôi. Con không thấy người ta còn tắm nắng để da đen đi hay sao? Trong khi con vừa sinh ra đã có được làn da đó rồi, rất may mắn luôn. Dù là như vậy, nhưng con vẫn thấy da trắng mới là đẹp nhất đó ba à. Con bé này, tới giờ vẫn còn chưa hiểu hay sao? Đừng có lo mà chăm chút ngoại hình nữa, mà hãy tập trung vào chuyện học hành đi. Trời ơi, mẹ không hiểu gì hết. Nếu mẹ không được đẹp, dù mẹ có hiểu hết, mẹ cũng không bao giờ lấy chồng được đâu. Nói cái gì vậy hả? Con học ở đâu ra cái chuyện nói chuyện nhảm nhí vậy hả? Mẹ thiệt là, mẹ lại kéo miệng của con như vậy lỡ xấu thì sao? Cũng tại trong nhà mình có nhiều kiến chứ bộ. Nếu nhà không có kiến thì đã không xảy ra tình trạng này rồi, mẹ có hiểu không? Cái gì? Con quay lại ngay cho mẹ. Ngứa da cho nên muốn ăn đòn có đúng không? À, thôi thôi mà bà xã ơi, em cứ kệ con bé trà đu đi mà. Con hãy nghe cho kỹ đây, nếu còn làm mấy trò kỳ cục đó nữa thì mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Chị... mẹ không nhổn không chịu giúp mình mà còn la mình nữa. Con kiến đáng ghét. Đầu thai sao? Bà xã ơi, mau lại đây coi nè. Có chuyện gì vậy anh? Mau coi cái này đi, là của Shadu giết đó. Con bé nói là chúng ta đừng tìm nó nữa. Ôi trời, ai rảnh tìm nó chứ. À, khoan đã, nói vậy tức là con bé bỏ nhà đi rồi sao? Đúng là em có cầm ra mấy chuyện đó, nhưng mà sao nó lại... Cái gì đấy? Hả? Hình như em đã từng thấy cuốn sách này, Phương Pháp Bí Truyền. Nó đã tìm hiểu bí quyết làm đẹp sao? Con bé Shadu này thiệt là... Hả? Đây là cái gì? Hả? Nếu thử mọi cách mà vẫn thất bại thì cách cuối cùng bạn có thể thử chính là đầu thai. Phương pháp tiến hành. Hả? Khúc cuối đâu rồi? Nó bị xé mất rồi. Ôi trời có, ơi, có phương pháp đầu thai nữa hả? À, mà bằng cách nào? Đừng có dột nhá, Shadu ơi. Bà lão này đã đưa cho Shadu cuốn sách bí quyết đó. Mãi với con Nguyễn khác nữa kìa. Cuốn sách bí quyết của bà đâu? Mau đưa ra đây cho tôi. Ở chương cuối của nó viết cái gì vậy hả? Anh là ai mà tự nhiên tới đây là lối ôm sòm vậy? Cháu của tôi đang ngủ, anh biết điều thì im lặng chút đi. Trời, bà biết rồi. Cháu của bà đói bụng chứ gì? Con đói, con muốn ăn cơm. Con đói, muốn ăn cơm. Được rồi. Trời, đói bà mà. Hả? Điện thoại của tôi đâu rồi? Có ai thấy không? À, nó đây rồi. Ai gọi đó? Trời ơi, mãi điên rồi. Để coi chương cuối nó gì. Mọi người đừng lo, con bé nhát gan lắm, chắc chắn nó không dám làm theo hướng dẫn này đâu. Chui vào hang sâu, dùng một sợi băng vải quấn quanh người. Chỉ được ăn hành lá và hành củ trong vòng 100 ngày. Thật sự cô bé sẽ không làm những điều này chứ? Trời Shadu, con đang làm cái quái gì vậy hả? Đứng lại cho mẹ. Cái con bé ngu ngốc này sao lại đi tin mấy cái thứ nhảm nhí đó chứ? Lần này là con chết chắc với mẹ rồi. Có chịu đứng lại hay không hả? Đứng lại chứ, đứng lại. Sao cứ nhấn chuông nhà người ta hoài vậy? Là em đây. Dạ em chào anh. Em là bạn cùng lớp của Minji. Bạn ấy có nhà không anh? Cô bé dễ thương thiệt. Em là bạn của Minji hả? Giờ anh mới biết con bé có bạn dễ thương như vậy á. Shadu à, sao bạn lại đến nhà mình vào giờ này vậy hả? Nhưng tại
tại vì không có ai chơi chung nên mình thấy chán quá. Không có ai chơi chung sao? Vậy thì bạn có muốn vô nhà mình chơi với mình không? Hôm qua ba mình mới mua búp bê mới cho mình. Chơi búp bê hả? Nghe cũng thú vị đó. Ước gì mình có anh trai. Bạn biết không cha Đu, bộ váy con búp bê này đang mặc được mô phỏng từ bộ váy của nữ hoàng Elizabeth nước Anh đó. Hãy nhìn nó đi nè. Bạn có thấy sự khéo léo được thể hiện trên từng cái nút áo không? Chiếc váy được may bởi một người thợ lành nghề ở Manchester đó. Tất cả chi tiết đều làm một cách tỉ mỉ. Chưa hết đâu nha, loại vải dùng để may chiếc váy này cũng cực kỳ hiếm có, khó tìm. Cho nên giá cả của nó cũng vô cùng là... Ơ gì vậy anh? Mẹ nói anh mang bánh cho các em ăn nè. Thấy chưa, anh nói là em ấy rất dễ thương. Ồ. Chào các anh, em là cha Đu. Chào, cô bé dễ thương như búp bê vậy. Tụi anh có thể giúp gì được cho em không? Hay là anh đi làm bánh gạo cay cho em ăn nha. Bánh gạo có gì hay, chơi điện tử với anh nè. Đủ rồi nha. Minji à? Minji à, có chuyện gì vậy hả? Có phải là hành động của mình rất dễ thương đúng không hả? Mình không có ý đó. Tụi mình ra chỗ khác chơi đi. Chứ ở nhà bị các anh ấy làm phiền hoài à. Chandu à, tụi mình ra ngoài sân chơi đi. À, nhưng mà Minji à. Qua chơi cái này đi. Nhanh lên Minji. À, mình tới đây. Không ngờ các anh của bạn lại dễ thương tới như vậy đó. Minji à, bạn thật sự là may mắn. Nó tại sao chứ? Thì còn sao nữa, có nhiều anh trai nè, mỗi ngày các anh sẽ chơi chung với bạn, tha hồ vui vẻ luôn. Còn mấy đứa em của mình thì suốt ngày cứ đi theo nhờ mình làm bài tập này kia, sau đó còn phải chơi với tụi nó nữa. Vậy là bạn không biết gì hết cha Đu à. Các anh ấy chỉ dễ thương với bạn vậy thôi, chứ với mình thì suốt ngày nhờ giả sai bảo, bắt mình làm hết cái này đến cái kia đó. Mình chỉ ước gì mình có mấy đứa em nhỏ đáng yêu giống như ở nhà của bạn thôi. Mình thì ước gì có được anh trai, còn bạn thì lại ước có được mấy đứa em. Ước gì điều ước của chúng ta thành sự thật hết ha. Đúng rồi đó. Chà. Ơ chứ gì vậy? Nè, cái đu quay này bị làm sao vậy? Trời đu à, hình như có gì đó không ổn á. Nó quay càng lúc càng nhanh hơn đó. Trời đu à. Không thể tin được là con bé lại ngủ quên ở ngoài này. Đúng là hết nói nổi. Mấy đứa trẻ con vẫn thường như vậy mà chị. Ôi trời ơi. Vậy chị đưa con bé về nhà nha mẹ Minji. Chị cũng như vậy nha mẹ cha Đu. Đây là nhà cha Đu mà. Nhưng sao mình lại ở trong thân xác của cha Đu vậy chứ? Chuyện gì vậy? Lại nằm mơ thấy gì nữa hả? Dạ chào bác, chúc buổi sáng tốt lành. Ủa, chào bác cái gì chứ? Dạ không phải đâu bác ơi. Thật ra ý của con chính là... Không mau dậy đi, rửa mặt ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nữa. Không lẽ con muốn đi học trễ hoài hay sao cho cha Đu? Dạ con đi liền đây. Minji à, hôm nay em có muốn anh đưa đến trường hay không? Không được, hôm qua em đã đưa em mới đi học rồi còn gì. Còn lâu mới tới mấy anh. Hôm nay anh mới là người đưa Minji đi học nè. Minji à, em thương anh nhiều nhất có đúng không? Điều ước của mình thành sự thật rồi. Minji, em đi học quen nha. Chơi đu à. Chơi đu à. Đó là mình mà. Nè, bạn là Minji á hả? Giờ phải làm sao đây? Chắc là hôm qua lúc ở sân chơi đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Sao tự nhiên nó lại quay nhanh quá vậy? Cha Đu à! À!
Chi à, hay cứ để như vậy luôn đi chứ mình cũng không biết phải làm sao. Hả? Bạn đang nói thiệt sao? Thì bạn nói là muốn có em mà, bây giờ có rồi đó. Tuy mẹ của mình hơi khó chịu một chút nhưng mẹ rất tốt bụng và yêu thương chị em mình. Cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ. Lỡ như chúng ta không thể trở lại như cũ thì sao? Thì đành chấp nhận vậy thôi chứ làm sao. Cha Đu à. Trời ơi, Cha Đu. Trời ơi, Cha Đu. Trời ơi, Cha Đu. Tại sao hôm qua không ở lại làm vệ sinh mà dám trốn về hả? Thầy ơi, bạn ấy mới là Cha Đu, không phải là em. Trời ơi, Cha Đu, em còn dám giỡn mặt với thầy nữa hay sao? Thầy sẽ phạt em vệ sinh một tháng. Không phải, không phải, em không có ý đó mà thầy ơi. Vẫn còn dám cãi nữa hay sao? Tăng mức phạt thành 2 tháng. Dạ, em sẽ làm. Xin lỗi bạn nha, Minji. Các em đã làm hết bài tập về nhà chưa? Giờ thì hãy để tập lên bàn cho cô kiểm tra. Dạ. Mình biết Minji làm rồi mà. Đây là tập của Cha Đô mà. Hôm nay Minh Chi làm sao vậy? Thích quá đây. Vui quá có phải không? Chắc rồi đó. Yunsuk à, hình như hai bạn đó có gì kỳ kỳ. Mình biết nè, cứ như là hai người họ đã bị quán đổ cho nhau vậy. Thích quá, mình chỉ có được giường nệm riêng nè. Mình thích ở đây quá đi. Mình đi ơi. Các anh trai yêu dấu của mình đang gọi kìa. Các anh ơi, Minji đến đây. Minji ơi, mì của anh nấu sắp xong chưa? Nè, nhớ đừng có làm bể trứng đó. Hình như có gì đó không đúng. Lẽ ra mình phải được các anh ấy cưng chiều chứ. Sao lại bắt đi nấu mì trời? Minji ơi, lấy cho anh ly nước. Chờ em một chút. Anh ơi, nước của anh nè. Cảm ơn em nhiều. Nhân tiện em lấy bánh qua giùm cho anh luôn đi. Sao các anh ấy lại say mình làm nhiều chuyện quá vậy chứ? Mình sắp phát điên lên rồi đây. Minji ơi. Minji. Anh mới kêu em có phải không? Bây giờ mấy giờ rồi? Anh đang đeo đồng hồ mà sao không tự coi đi hả? Ủa vậy hả? Nhưng anh lười quá. Em nói cho anh biết luôn được không? Minji ơi, mì của anh sắp xong chưa vậy em? Để em vô bếp coi đã. Bắt đầu quá đáng rồi nha. Nóng quá. Minji của chúng ta đáng yêu quá đi. Minji ơi, mì của anh có chưa? Minji à, nước của anh đâu rồi? Minji ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Bị bỏng mà vẫn còn sai mình sao? Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình nhất định phải phản kháng. Minji à, có chuyện gì vậy em? Em không thể chịu đựng được nữa. Mimi à, em có thích không? Dạ có, hôm nay chị tốt bụng quá đi, chị Cha Đu. Còn em thì sao? Em cũng vậy luôn, hôm nay chị Cha Đu giống như là một người khác vậy. Đây, bài tập của Mimi xong rồi, giờ chúng ta cùng chơi nha, Barbie. Mimi ơi, chị mới là chị của em nè. Barbie ơi, chị mới là chị của em mà. Minji à. Trời đất. Cha Đu à, có chuyện gì vậy? Từ từ nói, bạn đừng có kéo tay mình mà. Minji à, mình không thể chịu đựng được nữa. Mình muốn chúng ta được trở lại như cũ. Mình nhớ ba mẹ với hai em của mình quá. Mình muốn quay về với họ. Nếu như chúng ta vẫn không trở lại như cũ nữa thì làm sao đây? Không được cũng phải được, nhất định phải được. Chúng ta nhất định phải đổi lại. Mình muốn được đổi lại.
chứ. Đó chính là mình mà. Lại thất bại rồi sao? Mẹo. Chadu à, chúng ta làm sao bây giờ? Mình cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy ngại ghê. Trời, cái gì vậy nè? Đừng nói là bạn đang để ý ai nha. Nhưng mà người ta có biết bạn thích người ta không? Mà có khi người ta biết, người ta lại không thích bạn á. Sao bạn dám nói vậy chứ? Minji à, bạn thấy móng tay của Ân hôi không? Hả? À, bạn đang nói màu giữa móng tay có phải không? Mình cũng có nữa nè. Làm sao làm được vậy? Mình nghĩ là các bạn nữ lớp mình ai cũng nhuộm hết trơn á. Nếu có thể giữ màu giữa móng tay đến mùa tiết đầu tiên thì sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực sao? Nói vậy tức là hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mà? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa. Mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau. Làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Sau đó cho vào một chút bột phèn. Nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màng bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại. Màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow. Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền. Coi chừng lớp màng bọc bung ra đó. Bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy, tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhuộm móng tay vậy không? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Hùa đã nói hay sao? Thiệt hả? Bạn đang thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Đừng như vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Hàn Nhân Vinh, Hàm Anh Bố. Đốt một người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhuộm được bộ móng tay. Bất quá thì đêm nay mình không ngủ.
tuyệt đối không được ngủ. Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mình nhất định phải tỉnh táo mới được. Được người đó là ai, nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Dễ thương quá đi à. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? À, tại vì mình bị té đó mà. Hả? Nhiều người đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê, trời ơi, con mau qua đây, mẹ cắt móng tay được đâu? Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại không? Cái con bé này. Ý thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho cha Đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi không yên bút, bộ móng tay của mình sẽ tuyết rơi. Bản tin tiếp theo, hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myeongbok đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn của mình. Cái gì chứ? Ồ, hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myeongbok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. À, sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. À, đó là Hong Myeongbok, anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Gol! Yeah! Anh ấy đánh ba cú rất là tuyệt vời. Cầu thủ Hong Myeongbok đã làm được rồi. Wow! Cầu thủ Hong Myeongbok, anh ấy thật là tuyệt vời.
vậy? Tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Homian Bóc sao? Nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Chadu à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không có ai giữ được bộ móng đâu. Gì vậy? Sao Chadu lại khóc? Chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Móng nhuộm của mình vẫn giữ được nè. Gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là, sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha, bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật. Mục đích của việc cắm trại lần này là thoát khỏi sự ngột ngạt và ô nhiễm của không khí ở bên trong thành phố, đồng thời học cách sống tự lập và rèn luyện tinh thần hòa bình với mẹ thiên nhiên. Thưa chỉ huy, nếu muốn thoát khỏi những điều đó thì tại sao chúng ta vẫn cứ ở trong cái thành phố ngột ngạt này vậy? Mình thích cắm trại. Thì là tại vì... Nào, tất cả các em hãy chú ý. Chắc là các em đã xem tin tức rồi. Hiện giờ ở Kanwondo đang mưa rất lớn, nên chúng ta không thể nào tới đó để cắm trại như dự tính ban đầu được. Cho nên nhà trường mới đành phải đổi kế hoạch và quyết định cắm trại ở ngay tại trường học. Thầy mong các em vẫn sẽ tham gia tích cực hoạt động này. Tụi em chỉ muốn được đi cắm trại ở chỗ nào xa xa mà thôi. Thiệt vậy sao? Thôi được, thầy hiểu ý em rồi. Nếu các em đã muốn vậy thì chúng ta sẽ không cần tham gia hoạt động cắm trại nữa. Tất cả các em hãy đi lên lớp học bài. Dạ thôi thầy ơi, tụi em không muốn đâu thầy ơi. Thưa thầy hiệu trưởng, suy nghĩ kỹ lại thì cắm trại ở trường chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp lắm đúng không thầy? Dạ phải, tụi em hứa sẽ tham gia hết mình luôn. Xin cảm ơn thầy rất nhiều, thưa thầy hiệu trưởng. Không có gì, đừng có khách sáo. Nào, hãy chú ý. Tất cả các em, như vậy là vừa rồi thầy đã chia thành 3 đội. Hãy thực thi. Vậy tụi mình là đội 1. Là đội 2. Đội 3 đây. Chúng ta sẽ trở thành đội tuyệt vời nhất. Chuyện đó đương nhiên rồi. Khi chơi tụi mình sẽ hết lòng tương trợ lẫn nhau mà. Chỉ cần nhìn mắt của nhau là đã biết đồng đội mình đang nghĩ gì rồi. Đội 3, đừng có đứng đó mà nói chuyện khen ngợi lẫn nhau nữa. Việc đầu tiên, các em cần phải nhanh chóng dựng lều để tối nay còn có chỗ ngủ. Hãy thực thi. Bắt đầu nha. Giờ mình sẽ đứng vững chắc cây sào này, và các bạn sẽ kéo căn lều qua hai bên. Còn bạn thì nắm chặt sợi dây thừng nha. Được lắm, đội này có đội trưởng rất tốt. Các bạn ơi, mình vốn chỉ là một tiểu thư, cho nên mình không thể làm được gì. Mình biết là các bạn rất cực, nhưng khi nào dựng lều xong mình sẽ chịu trách nhiệm phần trang trí cho. Vậy nha. Thôi vậy cũng được. Nếu biết mình không làm được thì tốt nhất đừng nên tham gia để tránh gây cản trở. Đã nói là để mình làm cái này rồi mà. Cậu bị cái gì vậy? Lúc đầu mình đã nói là nhận nhiệm vụ đóng cọc rồi mà. Các bạn đừng cãi nhau nữa. Mình giữ cái này lâu lắm rồi. Cái cục này nặng quá trời à. Ráng thêm một chút xíu nữa đi Minji. Tới khi nào Đôn đưa cho mình cái búa thì sẽ đóng xong cọc liền thôi mà. Bạn nói gì chứ? Đưa búa cho bạn hả? Không đời nào có chuyện đó. Cãi nhau quá. Đó chính là lỗi của bạn. Hãy nghe đây, đây là lỗi của cả hai em. Bạn nhớ đó nha. Rồi, sau khi các lều đã được dựng xong, bây giờ các em hãy bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối với thức ăn và dụng cụ nấu mà mình đã mang theo. Cái gì chứ? Mắc mớ gì mà mình phải xách nước? Lý do là bởi vì bạn không chịu đem thức ăn theo. Đi cắm trại với mọi người mà bạn chỉ đem theo muỗng với đũa thôi là sao hả? Thì chuyện này bạn nói cũng đúng.
Được rồi, thôi đi Đôn Đôn à. Mình mang theo nhiều đồ ăn lắm, cho nên bạn cứ coi như... Đừng bao che cho bạn ấy, Minchi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều mang đồ ăn theo. Vậy mà cha Đu không đem theo bất cứ cái gì hết đó. Bởi vậy mà bạn ấy cần phải làm cái gì đó để bù đắp lại chứ. Bạn nghe chưa, đi lấy nước về mau lên. Được rồi, mình chấp nhận đi lấy nước. Nhưng mà mình không thèm ăn của các bạn đâu. Đúng ra là mình không nên nói như vậy. Mau đi chỗ khác đi, ta không thể bỏ bữa tối được là vì ngươi đó. À, wow, có một con rắn. Yeah, giữa Seoul này mà cũng có một con rắn nữa. Nè chú rắn kia, hãy tới đây với ta đi. Lạ thiệt á, rắn mà cũng biết bò ngược nữa hả? Em nhìn thấy chỉ huy rồi nha. Bình thường thì đa số mọi người đi trong rừng khi gặp rắn đều sợ, nhưng mà tại sao em lại không sợ gì hết mà còn dám tới gần con rắn nữa hả? Dạ thưa chỉ huy, em nghĩ chắc có lẽ là do em không hợp với cắm trại. Mới vừa rồi em đã gây sự với các bạn ở trong đội của em đó. Không phải đâu, em gặp một vài rắc rối với các bạn của mình thật sự không phải là do cắm trại. Nghe thật như vậy sao? Mà chính là do bản thân em. Nhưng mà sao chỉ huy lại dám khẳng định như vậy? Khi ở trong một nhóm thì em phải nghĩ cho đồng đội chứ đừng nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ cho đồng đội hả? Như vậy có nghĩa là... mọi người đang tới đó. Em nhớ đừng nói ai về con rắn nha. Nghĩ cho đồng đội hả? Sao chỉ huy không giải thích rõ ràng cho mình hiểu chứ? Có rắn kìa. Nước đã có rồi đây. Thơm quá. Là món cà ri sao? Cà ri thì phải bỏ gì cây cây vô mới ngon. Không biết là có bạn nào đem ớt bột theo không? Có mấy trái ớt đỏ ở đây nè. Ớt này là do mình đem theo, nhưng mà nó cay dữ lắm. Có thiệt không? Anh nè, ớt này cũng đâu có cay lắm đâu. Sao kỳ vậy ta? Mẹ mình nói là loại ớt này cay dữ dội lắm. Nhưng mà mình thấy không cay chút nào hết. Nhưng mà dù sao thì thà có còn hơn không. Để mình xắt bỏ vào nha. Bỏ vô vô thôi. Đừng có mà lo, không có cay chút nào hết á. Nó sẽ giúp cho món cà ri nè. Để mình đi lấy thêm nước nha. Trời xa sao hả? Các em ăn tối có ngon miệng không? Dạ. Ôi trời ơi, mình chỉ muốn đợt cắm trại này mau mau kết thúc thôi à. Giờ chúng ta chỉ còn một hoạt động nữa thôi, đó là bài kiểm tra về lòng can đảm, nhà vệ sinh, phòng âm nhạc, phòng họp. Nếu như các em mang được những lá cờ từ những căn phòng này về đây thì sẽ nhận được phần thưởng dành cho sự dũng cảm, đó là khoai lang và bắp ngọt. Thiệt là hay quá đi, vậy mới đúng chứ. Nào, xuất phát. Nếu như mình giành được những lá cờ thì dĩ nhiên là sẽ nhận được khoai lang và bắp ngọt rồi. Thật sự đây có phải là trường của tụi mình không vậy? Các em đã phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc để đến phần thi này. Các em có thích không? Nếu như thích thì các em hãy mau tìm cờ đi. Rồi nóng quá ấy à. Hey.
sao thật sự rất ấn tượng. Cho dù em đã đến được nơi đây rồi, nhưng lá cờ này từ trước tới giờ vẫn chưa có người nào có thể giành được nó hết. Vậy thì em sẽ là người đầu tiên giành được nó. Vậy mời em tiến tới giành nó đi. Mau tấn công đi. Hả? Ở đây cờ của em đây nè. Cảm ơn nha Cha Đu. Vì toàn đội của chúng ta mà bạn đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Mình rất ngưỡng mộ dù bạn đã phá hư bữa tối của đội. Bạn nói cái gì vậy? Có bao giờ mình làm không công cho người khác chưa hả? Mình sẽ ăn hết phần khoai lang và bắp ngọt. Nè, bộ các bạn quên rằng đã đối xử với mình tệ như thế nào rồi sao? Các bạn đã đối xử với mình giống như là một người giúp việc vậy. Cho dù cái bụng của mình có bể tung đi nữa thì mình cũng sẽ ăn cho hết. Sao bạn có thể làm như vậy? Nè Cha Đu à. Mình nói giỡn thôi. Dĩ nhiên là mình phải chia sẻ và tương trợ đồng đội rồi. Gì chứ? Chị Huy ơi, thầy có thể chia khoai và bắp cho tất cả các bạn ở đây được không? Đương nhiên rồi, em không cần lo chuyện đó. Nè các em, chín hết rồi, lại đây ăn đi. Nè, sao không đỡ mình vậy? Oh.